Dạ, bác Cường có những cái gì để mình bàn luận thưa bác nhỉ? Thưa, Mời bác. 19 tháng 12 ngày hôm nay thì nó lại là ngày toàn quốc kháng chiến. Vâng, thưa, vâng. À, ngày toàn quốc kháng chiến năm xưa đó, Dạ vâng. vâng. Thế, và ngày 22 sắp sửa tới đây nữa là cái ngày thành lập Quân đội Nhân dân. Vâng. Thì 19 tháng 12 thì bác có thể nói sơ qua về cái toàn quốc kháng chiến không? À, ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm năm có lẽ là năm 46, năm 45, năm 45 thì chia đôi đất nước rồi thì là năm 45 thì hiệp định Geneva đúng rồi. Thì cái 19 tháng 12 đó Hiệp định nó Geneva là 54 á. vàng 54 à không hiệp vâng hiệp định Geneva mà thế thì 19 tháng 12 cái năm đó đó là người Pháp lấy cớ rằng thì là Việt Nam không giữ được an ninh trong thành phố Sài Gòn Hà Nội mà cứ để cho tự vệ bắn lén người Pháp, cho nên đó hồi đó là hình như là đại sứ tư lệnh Pháp tại Đông Dương đó Saint-Denis cái anh này và cùng một cái tướng của Pháp ấy, thì nó yêu cầu rằng thì là trong 24 tiếng đồng hồ thì phải giao lại cái quyền chỉ huy cảnh sát công an tức là an ninh của thủ đô Hà Nội đó cho người Pháp. Cái này là toàn quốc kháng chiến là nó khởi sự từ trong trong Nam. Không, toàn quốc kháng chiến là nó là cả trong Nam lẫn ngoài Bắc ấy. Dạ, vâng, Tại vì người người Pháp là người ta De Gaulle nó quay lại thì là thì đúng rồi đó, nó cho mấy cái tàu đi vào bắn vào cảng Hải Phòng đó, xong rồi nó mới lên Hà Nội đó nè. Thế thì cái ngày đó nó đòi hỏi như vậy thì cụ Hồ đó, ông Bác Hồ thì cũng thấy lực lượng của mình yếu. Bác Hồ thấy rằng lực lượng của mình yếu quá, thành ra mới đi vào mới đi cùng mấy một cái ông coi như là cái sĩ quan liên lạc đó, ông ấy liên lạc với Pháp và khất lần rằng có thể chúng tôi để 48 tiếng đồng hồ sau chúng tôi có thể là chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ chấp nhận cái yêu cầu của quý vị. Thế nhưng mà cái đêm hôm đó thì tự vệ thành phố Hà Nội hồi 20 giờ tự vệ thành phố Hà Nội họ không chịu cái không chịu nghĩa là cái đề nghị của nhượng bộ của Bác Hồ, do đó mà họ tấn công vào trại lính Pháp, họ bắn và họ tắt tất cả đèn trong thành phố, nó xảy ra một cái cuộc tàn sát rất là lớn ở trong thành phố Hà Nội mà mình mới nhìn thấy rằng thì là 3 ngày sau, 3 ngày sau mà những xác chết của tự vệ với gì đó nó ngập phố, và mình mới thấy là ngập cửa tòa án đó, đến nỗi mà Pháp nó phải lúc bấy giờ thì là toàn quốc kháng chiến, thành ra Pháp nó mới phải cho xe ủi đất, nó ủi ngay ở cổng sau của tòa án Hà Nội một cái hố rất lớn để nó ném tất cả những cái xác chết nhân dân tự vệ vào đó. Và một vài người thì nói rằng thì là Bác Hồ đã chuẩn bị để mà đi lên chiến khu trước đó, nhưng mà một mặt khác đó thì người ta nói rằng thì là chính ra tự vệ đặt cái vấn đề đã rồi rồi sau đó mới 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 mới, mới nghĩa là coi như rằng thì là tới mà bắt cóc Bác Hồ hay là tới mà để mà đưa Bác Hồ ra chiến khu. Cho nên một tuần lễ sau Là Bác Hồ bị bắt. không không phải là bắt nhưng mà nghĩa là mấy người này ôm Bác Hồ đi, ta coi như rằng thì là tự vệ rằng thì là không muốn để Bác Hồ ở lại trong cái vùng đó, phải không ạ?
ở trong cái vùng mà định nhượng bộ cho Pháp đó, thì là thành ra mới đưa Bác Hồ đi lên chiến khu. Và một tuần lễ sau đó thì Bác Hồ mới lên trên cái đài phát thanh ở Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Yên đó, Bác Hồ mới nói rằng thì là chúng ta thôi, cái thực dân Pháp nó ngoan cố quá, đồng bào cả nước hãy đứng dậy, có gươm mang gươm, có giáo mang giáo, vân vân. Đấy là cái lời kêu gọi. Có gậy dùng gậy. Vâng, đấy. Vâng, thì thưa Bác Cường, dạ, thưa quý khán giả, thật sự rằng cái bác như Bác Cường đúng là ngày 19 tháng 12 năm 1946 và kéo dài cho tới tháng 3 năm 1947. Thì toàn quốc kháng chiến để cách gọi tới sự kiện mà ngày 19 tháng 12 năm 1946 là khi cuộc chiến đấu giữa quân đội Pháp và chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bùng nổ tại miền Bắc vĩ tuyến thứ 16, tức là toàn cõi Việt Nam. Thì coi như là tại vì lúc đó miền Nam mình hãy còn thực dân nó kéo về bên này, thành ra nó hãy còn gọi là nó nắm ở trong đó. Thì cái chiến cục đô thị gọi tên chung là cái hoạt động, và không thấy một con số nói rằng số người chết mà từ Vệ Thành ấy, chết nghe cũng nói là trong lịch sử thì nói là rất là khá đông. Để chúng ta thấy rằng cái cuộc hy sinh, cái cuộc trường kỳ kháng chiến rất là hy sinh của cái dân tộc mình. Mời bác nhé. Vâng, cái cuộc kháng chiến nó vô cùng gian khổ. Cho nên cái thì lúc bấy giờ đó thưa, mình mới toàn quốc kháng chiến. Thế nhưng mà một số anh em tự vệ thành phố Hà Nội đó, những cái thanh niên ưu tú của thủ đô đó, mới rút vào trong cái khu phố Hàng Buồm đó, tức là cái khu của người Tàu. Đó, cái khu buôn bán của người Tàu. Và cái hồi đó đó, vì rằng thì là cái ảnh hưởng của cái hiệp định Geneva đó, là cái người Tàu nó cũng rất mạnh, người Tàu, người Anh nó rất mạnh. Cho nên đó, quân Pháp không dám đi vào xâm phạm vào trong cái khu phố Hàng Buồm, mà chỉ có bao vây ở bên ngoài thôi. Phố Hàng Buồm gần nhà bác ấy. Vâng, đó gần lắm, tức là nó là 36 phố phường đó, nó chỉ có cách nhà tôi ba con đường thôi. Phố Hàng Buồm là phố buôn bán của người Tàu. Nó có phở Bát Đàn. Vâng, đi quá lên tí nữa. Dạ vâng. Thưa thành ra tự vệ thành ở trong đó cầm cự được 100 ngày, gần như là 100 ngày. Và rồi thì tất nhiên là người Pháp nó điều đình với người Tàu, nó nói rằng thì là các ông không có thể nào mà dung túng cho cái lực lượng này, các ông cứ để họ ở trong đó. Thì cuối cùng tìm một cái giải pháp là để cho cái đoàn tự vệ thành đó rút lui bằng một cái đường, nó không phải là đường hầm, nhưng mà tức là rút lui bí mật đi ra ngoài chiến khu. Thế cho nên đó, cái anh mà nắm cái lực lượng đó, cái anh đó có tên, tôi thấy thì là cái đoàn trung đoàn thủ đô đó, anh ấy đi ra tới chiến khu đó thì anh ấy mới quay là cái trung đoàn thủ đô. Cho nên mà vừa rồi kỷ niệm 1000 năm, mấy vừa rồi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đó, thì chính cái anh đó đã về thủ đô trước cái ngày toàn quốc kháng chiến. Hình như lần trước mình có nói đấy, mình nói tên mà bây giờ không nhớ tên. Vâng, thành ra đó, mình mới nhìn thấy là cái nhà cầm quyền Việt Nam đó, họ trân trọng cái lịch sử của dân tộc. Cái hồi đó mà hải ngoại thì cứ nói rằng thì là tại sao lại ngày 7 tháng 10, đúng không ạ? Tức là cái trung đoàn thủ đô đi rồi thì là tại sao lại ngày 10 tháng 10 thì có nghĩa là kỷ niệm Trung Hoa Dân Quốc mới gì đó, tất cả những các cái xuyên tạc nó vớ va vớ vẩn. Thế nhưng mà thì đại khái là cái cuộc kháng chiến đó, và chính vì cái cuộc kháng chiến đó cho nên người Pháp với Saint-Denis đó, thì người Pháp mới tiếc rẻ. Người Pháp nói rằng có thể ông Hồ Chí Minh, ông ấy có một cái đường lối mềm mỏng hơn. Cái quần chúng Việt Nam thì hết sức phẫn nộ, nhưng mà
Cục Hồ đó, cái ông Hồ Chí Minh cũng có một cái có một cái mềm mỏng hơn, bởi vì ông ấy biết cái lực lượng, ông ấy không muốn là làm một cái cuộc thử lửa quá sớm. Thành ra đó, cho nên ngày 5 tháng 5, ngày 5 tháng 5 janvier đó, 1747 gì đó, vâng, thì tổng tư lệnh mới, tổng tư lệnh tân, tổng tư lệnh của Pháp đó, là họ đến Hà Đông, tức là ngoại ô thành phố Hà Nội đó, và họ đọc một cái bản tuyên ngôn coi như là kêu gọi ông Hồ Chí Minh tiếp nối cái chuyện thương thảo, đừng có cắt đứt. Và cũng chuyến trước tôi có nói tới rằng thì là cái quyển sách mà Con Đường Tơ Lụa đó, rồi đằng sau đó mới lại có cái hình là cụ Hồ Chí Minh đó, Tổng thống Pháp Vanh Sang Oriol đã nhờ cái cặp hai cái người lai này đó để mà đi tìm liên lạc, bắt liên lạc được với cụ Hồ để mà tiếp nối lại cái cuộc bang giao chứ đấy thì đại khái. Vâng, để chép lời bác Cường, thưa quý khán giả, là cái ngày 19 tháng 12 là chiến sự bùng nổ, là ngày được gọi là toàn quốc kháng chiến. Câu nói quyết tử để tổ quốc quyết sinh, trong một bức thư của Hồ Chí Minh gửi những người lính Việt Minh ở Hà Nội những ngày đầu của toàn quốc kháng chiến, thì chúng tôi đã tới một cái gọi là bảo tàng Hồ Chí Minh ở nằm ngay bên cạnh chùa Một Cột, thì và cái bên cạnh luôn cái lăng Ba Đình luôn, thì ở đó thì chúng tôi đã được cái thấy được cái phóng ảnh của cái bức thư mà lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì cái nội dung lá thư nó rất là xúc động, thưa quý khán giả. Thì ngày mùng 3 tháng 12 năm 1946 thì Hồ Chí Minh đã về làng Vạn Phúc ở Hà Đông, sống trong nhà ông Nguyễn Văn Dương, và tại đây vào ngày 19 tháng 12 trên căn gác xếp nhỏ, ông đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến dùng để phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Pháp vào giữa năm 1946 để công nhận một nước Việt Nam độc lập không thành công. Và văn bản này được Trường Chinh sửa đổi một vài chi tiết trước khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc. Thì nội dung nó như sau: hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên để đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuận, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp để cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý khán giả, rất may là cái lời kêu gọi này nó chấm dứt ở đây, chứ nếu mà chúng tôi đọc nữa thì nước mắt chúng tôi phải chạy ra. Đang một trong cái dòng rất là xúc động, thưa quý khán giả. Và trong một dịp chúng tôi đi mấy lại anh Hồ Trương cũng như các bạn đi ngang qua cái cầu ở chỗ mà chỗ Hà Đông, mẹ anh Sơn Thủy có chỉ cho chúng tôi biết đây là nơi mà Bác Hồ đã được đọc cái, tức là nhà của Nguyễn Văn Dương đó, đấy, thì đã soạn cái bản cái lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc. Vâng, thưa, cảm ơn bác Cường rất nhiều đã nhắc nhở cho chúng ta biết ngày 19 tháng 12 là ngày toàn quốc kháng chiến. Ngoài ra bác có gì chia sẻ nữa không bác?